Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay đầu năm mới thì cô có một cái chia sẻ về cái bí quyết để mà mình đắp bột ở trên cái nền móng ha, móng tiếp cho khách. Thì thường á là móng tiếp á là có hai loại lưu huỳnh. Thứ nhất á là lưu huỳnh nhanh khô và lưu huỳnh mau khô. Nhanh khô và lâu khô. Cô cũng xin tự giới thiệu lại luôn, cô tên là Ly, hiện tại cô đang công tác và làm việc tại trung tâm thẩm mỹ viện quốc tế Eversyn, là một trong những trung tâm uy tín nhất hiện nay về chất lượng đào tạo học viên, cũng như là chất lượng về những cái học tập của các bạn ra trường đạt hiệu quả rất là cao. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ về cái bộ môn đắp bột. Tại vì trong năm thì cũng có một số bạn có comment để hỏi về cái bộ môn đắp bột. Tất cả các bạn thắc mắc về cái bộ môn đắp bột. Lý do thứ nhất là cái lý quịch nhanh khô. Thì cái lý quịch nhanh khô thì mấy bạn không có thể thao tác được tốt trong cái bộ môn đắp bột. Và nó xảy ra một cái trường hợp thứ hai nữa là cái bột của mình nó sẽ dễ bị bể và bị khô. Cho hôm nay cô sẽ giải đáp thắc mắc của tất cả các bạn trong học viện quốc tế Eversyn, cũng như là chia sẻ về tất cả các kinh nghiệm của mình cho những các bạn đồng nghiệp mới bắt đầu vào nghề. Thì bạn nào vô xem thì có yêu thích trang của học viện nè, cũng như là yêu thích cô thì nhớ comment ha, hoặc thả tim, nhấn cái chuông phía dưới yêu thích gì đó, hoặc là chia sẻ về các hội nhóm để bạn bè của mình nhiều người biết thêm về cái bộ môn nghệ thuật đắp nail. Cái bộ môn nail này là cái bộ môn rất là hot nha mọi người, không bao giờ lỗi thời, vì hiện tại rất là hot cho những cái bạn đi nước ngoài ha. Rồi đây mình sẽ giới thiệu tới cái bộ môn đắp bột, là cái bộ mẫu mình mới vừa làm xong một bên. Các bạn vô thì nhớ comment bên dưới để cho cô biết, hoặc là có những cái câu hỏi thắc mắc gì thì nhớ đặt câu hỏi trực tiếp lên trên live để cô trả lời trực tiếp lên nghe mọi người. Hôm nay cô sẽ biểu diễn là hai cái loại lý quịch. Lý quịch thì mình nói lý quịch thì có một số bạn là nói là lưu huỳnh, nhưng mà chính xác của nó là lý quịch nha mọi người. Thì lý quịch, trong cái thành phần lý quịch nó cũng có rất là nhiều chất độc hại, nhưng chúng ta chọn mua những cái sản phẩm nó kém, nó ít cái phần độc hại hơn để mà mình sử dụng cho nó tốt hơn cho sức khỏe của mình ha. Rồi bắt đầu mình sẽ vào bài nha. Bắt đầu quay mặt sau nè em. Ok chưa? Rồi mọi người ơi, vô xem like nha, để mà mình chia sẻ cái kỹ thuật của mình đắp bột nha các bạn. Đó, mấy bạn thấy rõ không? Thấy có rõ không? Hay là cái máy quay của mình nó có chất lượng không? Có gì thì mình comment bên dưới nha, để giúp mình chỉnh sửa lại cái máy nè. Các bạn thấy rõ không vậy? Thấy rõ không Liên? Các bạn lên thử coi mạng nó có lắc không ha. Có vấn đề gì thì comment vô để cho mình điều chỉnh nha. Hôm nay mình chia sẻ đắp bột thì cũng ít đồ nghề lắm nha mọi người. Đó là mình sử dụng một cái lý quịch này, gọi là lý quịch nhanh khô. Thì mấy bạn thấy không, trong cái lý quịch, thành phần lý quịch nhanh khô với nước nó rất là trong nè. Nó trong nè, nó không có chất lưu lý quịch tím nha. Còn cái thứ hai đó là cái nước lý quịch tím. Cái lý quịch tím này là nó cái trong đây có chất của nó rất là lâu khô, để cho mấy bạn mới học nghề dễ sử dụng. Nhưng mà cái thứ nhất, cái lý quịch nhanh khô này thì nó ở lâu khô này thì nó có một cái ưu điểm và cái khuyết điểm. Ưu điểm là cái cục bột của mình nó sẽ chín ha, nó chín và nó mềm, nó dẻo để cho cái lúc mà mình thao tác đó, nó sẽ ok. Nhưng cái khuyết điểm thứ hai là dành những cái người bạn mà người ta đã quá giỏi trong ngành nghề của mình thì mình sử dụng nó rất là lâu, thì trong cái thao tác của mình làm lâu lắm cho nên mình không có làm nhanh được. Hay gì thì mình làm nhanh mình kéo nó không thuận tiện. Thì những ai mà đã giỏi ngành nghề rồi thì mình nên sử dụng lý quịch nhanh khô để mà mình thao tác nhanh và cục bột của mình nhanh khô hơn ha. Tại vì có một số bạn mới vào nghề mà sử dụng cái lý quịch này nó nhanh khô quá, mấy bạn không thể điều khiển được cái cục bột của mình trong cái lúc mà mình điều khiển hoặc mình chảy xuống móng ha. Đây
À, mình cũng xin giới thiệu lại ha, cái bộ nail nè, đây là mình mới vừa đắp xong ha mấy bạn. Mình đắp xong rồi cho bạn mẫu nè, mấy bạn thấy không, cái phần phơm móng nè. Đây là những cái lý quịch lâu khô và nhanh khô, khi mà mình lên trên phơm móng rất là chuẩn, nó không có xê dịch đi đâu hết, mấy bạn thấy không, cái phơm móng nè. Đây là phơm mình đắp nha, mỏng manh và cái phơm nó rất là ôm chuẩn xác, cho nên khi mình sử dụng thì mình phải nên tìm hiểu về cái chất lượng sản phẩm của từng cái sản phẩm mình sử dụng. Các bạn thấy không, khi mình làm ra rồi cái bộ mẫu của mình nó rất là ok ha. Bây giờ mình sẽ cho lớp tớp tớp treo lên để cho mấy bạn thấy được cái độ bóng của cái móng mình. Giờ mình sẽ tiến hành làm ha, tiến hành làm bộ mẫu bên kia, cho lớp tớp treo lên nha các bạn. Các bạn có thắc mắc về về cái khóa học hoặc là cũng như thắc mắc về cái bộ môn của mình thì nhớ đặt câu hỏi tại đây nha, để có gì mình sẽ giải thích trực tiếp trên cái buổi live luôn. Lâu rồi mình không có gặp lại mọi người ha. Năm mới rồi thì cũng chúc tất cả các bạn ha, cũng như là các bạn học viên cũng như mọi người làm công việc gặt hái thật nhiều thành công nha, và mình thành công trong công việc của mình tốt hơn. Đây, đó nó mình sẽ sơn tớp bóng lên để cho mấy bạn thấy cái độ trong của cái móng mình ha. Mấy bạn nào mà yêu thích bộ môn nail thì nhớ vào chia sẻ hoặc là theo đăng ký kênh theo dõi nha mọi người, để mình có thể xem được những cái buổi live trực tiếp nhanh hơn, và mình có thể xem được những buổi live tốt hơn nha. Rồi bây giờ cái bộ mẫu bên đây mình sẽ tiến hành đắp nha các bạn. Mình nhớ trước khi mình đắp mình nhớ cho trimmer liên kết lên ha. Mình đã cắt da, tạo phơm sẵn, giờ mình chỉ có sơn liên kết lên là trimmer nha các bạn, trimmer nha. Mình sơn lớp primer lên để cho nó có cái độ liên kết giữa móng thiệt và cái móng giả của mình nè. Các bạn có thắc mắc gì thì nhớ vào đặt câu hỏi tại đây để mình trả lời trực tiếp nha. Lâu rồi mình không có lên live thì chắc có lẽ cũng mất được rất là nhiều sự tương tác của mọi người nha. Thì hy vọng là đầu năm mới với những cái điều mới thì mình sẽ gặp nhau, mình sẽ tương tác với nhau để mình học hỏi được nhiều cái hay hơn, để mình làm việc nó tốt hơn nha các bạn. Tại vì cái bộ môn này trong cái Tết đó, một mùa Tết qua thì mình đã nhận rất là nhiều câu hỏi của các bạn nha, về cái bộ môn đắp bột. Tại vì cái bộ môn đắp bột Tết thì mình phục vụ rất là nhiều khách nha. Rồi bây giờ mình sẽ biểu diễn cái ngón là cái lý quịch lâu khô nha các bạn, nhanh khô chứ. Mình sẽ xài cái lý quịch nhanh khô trước nha. Mình sẽ thấm nước vào trong cái lông cọ của mình, và mình lấy cái lượng bột vừa đủ ha, vừa chín ha. Bột mình chín rồi mình đặt lên trên cái phơm cách một sợi tóc, và mình kéo cái cục bột của mình đi xuống dưới cái phơm móng mình luôn. Đó, ok ha các bạn. Thì như vậy mình sẽ dễ dàng điều khiển cục bột của mình. Mình sẽ đập cục bột mình ra. Đó, rất là nhanh khô, nhưng mà mình đúng cái thao tác, đúng kỹ thuật thì mấy bạn thấy không, rất là đẹp. Và cục bột của mình nó chín rất là nhanh. Đó, phơm móng của mình một lần là đã chuẩn luôn. Mấy bạn nhìn không rõ thì có gì không rõ là có thắc mắc gì đặt câu hỏi nha các bạn. Đó, mấy bạn thấy không, mình chỉ đắp trong vòng một nốt nhạc thôi là mình coi đã có một cái phơm móng cực kỳ chuẩn và cực kỳ xinh luôn. Đây, đây là phơm bột nhanh khô nha mọi người, lý quịch nhanh khô nha. Đó, mình sẽ vuốt cái phơm móng của mình xuống xuống một chút xíu nữa. Đó, giờ mình cắt cái cục bột đi để cho cái cục bột của mình nó hoàn hảo thêm. Đó, các bạn thấy cái phơm móng nó hoàn hảo không, rất là nhanh trong vòng một nốt nhạc thôi ha. Rồi tiếp tục mình sẽ biểu diễn cái lý quịch bên đây là lý quịch nhanh khô nữa đi, một ngón nữa ha, để cho các bạn xem lại kỹ nha. Có xem gần kỹ không vậy Liên? Có rõ không vậy mọi người ơi? Nè ha, xem kỹ nha. Hơi tối hả? Hơi tối, nhắc cái đèn xích vô miếng nha. Rồi, tiến hành mình sẽ đắp thêm một cái lý quịch gọi là nhanh khô. Xích vô miếng đây.
phát vô để cho mấy bạn theo dõi cho nó trực tiếp. Ok chưa? Sáng không? Rõ không? Rồi bây giờ mình tiến hành ha, tiến hành mình sẽ đắp thêm ha. Mình sẽ lấy cục bột vừa đủ nha. Đó, mình đã đặt cục bột cho nó chín lên hẳn rồi mình hãy đặt lên. Cục bột của mình nó đã chín rồi, giờ mình rê cục bột xuống. Trong cái lúc mình đặt lên là mình hãy rê cục bột xuống nha các bạn. Đó, mình rê cục bột xuống, giờ mình tiến hành mình đập. Rồi, mình sẽ đập cục bột nha. Mình sẽ vuốt cục bột nè, đó. Mình vuốt một lần là nó đã chuẩn luôn nha các bạn. Đó, vuốt theo form của mình. Đó, vuốt xuống, vuốt xuống. Các bạn thấy không? Vừa vuốt vừa đập thì cái form móng của mình cực kỳ chuẩn, cực kỳ đẹp nha các bạn. Chỉ cần mình vuỗ sơ lại là nó đã đẹp rồi. Đó, đây là cái lý quịch nhanh khô. Thì những cái bạn nào mà đã gành nghề, giỏi cái nghề thao tác rồi đó, mình đắp rất là đẹp và rất là chuẩn xác. Đó, mình lấy ra, còn dư thì mình lấy ra ha. Đó, mình ôm vô cái phơm của mình, mình đắp cho cái phơm mình ôm sát vô thì nó mới có cái độ mô của cái móng mình nha. Đó, đắp sát vô nó có độ mô của cái móng này. Cái này giống nước bóng vậy con? Đúng rồi, mình sơn lên để cho nó rõ hơn rồi một chút xíu mình sơn màu nha. Chứ không phải nước bóng mà mình sơn lớp cuối cùng à? Cái lớp bóng là mình sẽ sơn lên cuối cùng, nhưng mà ở bên đây là cô sơn lên để cho mọi người thấy được cái độ trong, độ bóng của cái móng mình ha, để mình cảm nhận được cái độ mà mình đắp móng nè ha, để mình giới thiệu tới mọi người mà mình chưa có sơn móng nhưng mà mình giới thiệu là đường trong. Tại vì mấy bạn thấy bên trong không, cái móng của khách này mọc ra tới đây, nhưng mà thật sự nếu như mà khi mà mình đắp bột mình nên cắt móng sát nha các bạn. Tại vì cái bạn mẫu này mình đang muốn nuôi móng dài nên mình không cắt thôi. Chứ nếu như mà ai mà đã đắp bột thường xuyên, mình nên cắt móng cho sát vào để cho cái móng của mình đắp nó không có có thấy một cái ngấn móng như thế này. Thì nó sẽ ra, thì khi mà nó ra thì mình lật tay lên thì phần ở dưới phơm của mình nó sẽ bị dơ ha, nó sẽ bị dơ không có được đẹp. Cho nên mình nhớ là mình cắt móng sát đi. Nhưng mà bạn mẫu này là chủ yếu là mẫu thôi, các bạn không là cắt móng của mình, dưỡng móng cho nên mình để móng mình đắp ha. Rồi ok, đây tiếp tục cái phần thứ hai là mình giới thiệu lại ha. Đây là cái phần phơm móng của lý quịch nhanh khô mình đã đắp rồi. Bây giờ nó đã thiếu một chút xíu ha, mình chấm vô một miếng thôi, một miếng vừa đủ để mà mình đi vô phần bên trong nha. Các bạn nào yêu thích trang của học viện cũng như là yêu thích cô thì nhớ vào comment hoặc đặt câu hỏi ở phía dưới, hoặc là nhấn theo dõi ha trên kênh YouTube của học viện. Đây là lý quịch nhanh khô nè mấy bạn thấy không, mấy bạn chăm vô một chút xíu, kéo nhẹ xuống thì là cái móng của mình đã hoàn tất. Rồi tiếp tục bây giờ bên đây mình lau cọ thật khô, mình sẽ thử biểu diễn cho các bạn xem lý quịch lau khô nó là lưu huỳnh tím nha các bạn. Lý quịch tím trong đây nó có một cái chất nước màu tím nha. Đây, đó là lý quịch tím ha. Nó rất là mềm dẻo cục bột. Mình lau cọ cho khô xong sau đó mình lấy lý quịch tím nè. Mình cũng vẫn lấy cục bột luôn, vừa đủ ha. Lấy cục bột vừa đủ, mấy bạn thấy không? Nó vừa đủ, nó vừa chín. Và khi mà mình đặt lên nè, mình đặt lên nhớ là cách một sợi tóc ha. Và mình cũng rê cục bột của mình về phía dưới và mình dựng cục bột, đừng cho cục bột của mình chảy đi ha. Đó, mình đặt lên cho nó trọn vẹn ở trên cái móng của mình. Sau đó mình phải nhúng cái cọ vào nước và mình đập cục bột ra. Mình vừa đập vừa chiều, mấy bạn thấy không? Bột tự động chảy, bột tự động dẻo trên móng của mình. Đó, nó trong, nó bóng hơn. Thì mấy bạn sẽ dìu từ từ. Lý do là tại sao mấy bạn mới vào nghề nên sử dụng bột này, nó lâu cái thời gian của mình, nó lâu khô hơn. Nó lâu khô hơn và mấy bạn sẽ dễ điều khiển cái cục bột của mình ha. Mình dìu đi nè, nó rất là dễ điều khiển nè ha. Mấy bạn kéo xuống đó. Mình vừa đập vừa kéo, vừa đập vừa kéo, rất là dễ dàng để mình đắp bột nha mọi người. Vừa đập vừa kéo, vừa đập vừa kéo, phơm mình rất chuẩn ha. Đó, vừa đập vừa kéo, nhẹ nhàng, vừa đập vừa kéo cục bột của mình đi xuống nè. Rồi mình sẽ cắt cục bột đi. Đó, mấy bạn thấy cái phơm không? Phơm nào cũng đẹp như nhau, nhưng mà quan trọng là cái thần thái và quan trọng cái là mình, kỹ thuật của mình phải có ha. Các bạn thấy ha, móng mình nè, phơm mình nè, rất là ok, các bạn thấy không? Đó, phơm móng mình ok ha mọi người. Đó, bên đây là phơm móng bột nhanh khô và bột lâu khô ha. Đó, khi mà nó khô lại nó có cái độ trong ha. Thí dụ mà nhanh khô á, để cho những cái người bạn mà người ta làm nhanh, thao tác người ta nhanh, nó khô liền và mình có thể mình vũa được liền. Còn lâu khô thì nó hơi lâu, mình đắp bột hơi lâu, nhưng tiệm của mình khách đông quá đó, mà mình đắp bột lâu quá nó cũng mất thời gian ha. Mình lấy cục bột ha,
đó cho nó chín, xong rồi mình đặt cục bột lên. Ta cách cái phơ móng mình một sợi tóc nha, để mà mình đặt lên và mình cách một sợi tóc thì cái lúc mà mình dỗ nè thì cái móng của mình nó sẽ đi vô trong cái phơ móng là vừa, và khi mình vuốt nè ha, cho nó xuống nè, rồi bắt đầu mình nghiêng không có cho cái móng của mình nó dính vô da nha các bạn, vừa đập vừa vuốt nha, vừa đập vừa vuốt đó. Mình nhớ là mình vuốt hai cái bên mép của cái da này nó đi vô thì cái móng của mình nó phơ móng mình nó mới đẹp, nó đừng có cho nó tràn ở bên ngoài, nó móng mình nó có cái đường cong ha, đập vuốt rất là nhanh không. Khi mà mình đắp một bộ móng chính thức mà bột nhanh khô và bột lâu khô gì cũng được hết, nó rất là nhanh, không có mất thời gian của mình để mình phục vụ được cái lượng khách rất là đông ha. Rồi mình cắt bỏ, chứ mình không có nên mà mình làm mất cái lượng khách của mình, tại vì mình làm quá lâu, thao tác của mình quá lâu đó. Các bạn thấy không, không mất thời gian, đỡ, rất là đỡ tốn thời gian khi mà mình giũa móng ha, giũa xếp ha, mình chỉ cần mình đắp xếp cho chuẩn rồi là mình đắp lên một cái là cái móng phơ móng của mình nó đã đẹp liền luôn, em thấy không. Và mình đang chia sẻ luôn cho các bạn là cái bí quyết của cái lý quịch lâu khô, là mấy bạn biết nãy làm sử dụng cái vấn đề gì không, là để mình đắp bột ôm rê trên cái phơ móng cho nó đẹp nha các bạn. Đắp bột ôm rê trên phơ móng rất là đẹp, tại vì nó lâu khô nó sẽ chảy được cái cục bột của mình. Còn bột mà lý quịch mà nhanh khô á, có tác dụng để đắp phơm thôi, nhưng mà khi mà mình đắp ôm rê rất là xấu, cái cục bột của mình nó không có hòa tan được với nhau thì ôm rê nó không có được đẹp ha. Rồi bây giờ cái ngón cái còn lại ha, mình sẽ biểu diễn cái lý quịch lâu khô cho các bạn xem nha. Tại vì mấy bạn nó lâu khô, mấy bạn đắp dài cũng không được, mà mấy bạn đắp to quá nó cũng được. Thì sẵn đây mình sẽ chia sẻ ha. Mình sẽ nhúng cái cọ của mình vào trong nước nè ha, sâu vô, và mình vuốt một bề mặt của mặt cọ của mình ha, nhúng vào. Và mình vuốt một bề mặt thôi, để một bề mặt nước lại, nhúng vào ha, nhúng hết cái cọ vào. Rồi sau đó mình vuốt một bề mặt của cái cọ cho ráo nước. Rồi mình lại lấy cục bột nữa ha, mình lấy 1, 2, 3 cho cục bột của mình nó dày lên và nó chín cục bột, sau đó mình sẽ đặt lên. Thì cái cục bột của mình nó vừa đủ xuống ở dưới cái phần móng nha. Đó, mình lấy cho nó vừa đủ luôn thì mình sử dụng cái mình đắp bột của mình nó mới đẹp nha các bạn. Đừng nên lấy thiếu và cũng đừng nên lấy dư. Rồi mình tiến hành mình đập hình kéo nè. Tuy nó nhanh khô nhưng mà mình đập hình kéo nó cũng rất là nhanh. Đó, cái tay của mình ha, mình sẽ làm thao tác nhanh thì cái phần phơm móng của mình nó cũng rất là đẹp. Đó, giờ đập mình vừa vuốt. Mình điều khiển được cái cục bột rồi thì mình làm cái gì nó cũng nhanh hết nha mọi người. Mình làm nhanh thì cái nó có khô nhanh hay là nó khô chậm gì mình làm nó cũng đẹp hết. Đó, mình vừa đập mình vừa vuốt suốt. Rồi ok, cắt cục bột đi. Đó, thì cái móng phơm móng của mình rất là đẹp luôn. Đó, mình không nên cắt móng quá mỏng nha. Đó, vừa đủ. Rồi mình kiểm tra bên trong nó còn hơi thiếu một chút xíu nè, lấy một chút xíu ha. Mình lắp vô, đặt vô. Đó, giờ mình vuốt ra, nhẹ nhàng thôi. Các bạn thấy không? Rất là nhẹ nhàng, nhanh gọn. Giờ mấy bạn nhìn cái độ cong của cái móng mình nè. Các bạn thấy không? Cái độ cong của cái móng mình nè ha. Đó, mình đặt nghiêng cái móng mình nè. Nó có một cái độ cong nhất định ha. Các bạn thấy không? Cái ngón này là một cái ngón đắp bột nhanh khô nè, ở lâu khô. Và ngón này là đắp bột lâu khô, mấy bạn thấy không? Chia sẻ kinh nghiệm nha các bạn. Giờ cách mình đi rất là nhanh. Quan trọng là mình thao tác, mình tập luyện, quan trọng là mình tập luyện. Nếu như mà bạn nào mà muốn yêu thích nghề, đi theo nghề bền vững lâu dài thì mình nhớ là cố gắng tập luyện nhiều, thật nhiều ha. Mình đắp cũng rất là nhanh nha các bạn, tại do mình hướng dẫn nên hơi lâu. Chứ còn nếu như mà các bạn đắp mà nhanh thật sự thì tầm 5 đến 10 phút là xong một bàn nha. Rồi ok, bây giờ mình dẹp lý quịch qua một bên, mình sẽ chỉ các bạn cách giũa xếp nha. Trong cái lúc mà nếu như mà tay nghề bạn nào mà làm nó nhanh đó thì mình đắp bột lâu khô đó thì nó cái bột của mình nó sẽ lâu khô, nó sẽ không có đem đến cái hiệu quả tốt nhất để khi những cái lúc mà mình làm ở trong salon mà tiệm mình nó đông. Cho nên khi mà mình làm mình nhớ sử dụng nhanh gọn, rồi mình sử dụng cái lý quịch nó gọi là nhanh khô nè, là cái cục bột mình gõ lên nó nghe nó khô nó kêu thì mình giũa móng đó, nó sẽ rất là nhanh và nó đem lại lợi ích cho mình rất là cao ha, để mình làm lực liền luôn chứ không phải chờ đợi. Này các bạn thấy không, trước khi mình giũa xếp là mình phải đè ấn
ấn cái phần này xuống là tách được cái phần da và phần móng ra. Đó, mình tách được cái phần da và phần móng ra, các bạn thấy không? Đó, mình đắp rất là chuẩn xác rồi. Và mình luồn cái dũa của mình nè. Ha, mình đi từ phần dưới nè. Phần thân dưới đi lên chút xíu, ha, mình luồn nè. Để mình lấy lại cái xếp một chút xíu thôi, tại vì nó cũng đã quá đẹp rồi. Các bạn thấy không? Nè, đặt cái dũa nè. Mình dũa nè, giờ mình luồn cái dũa lên chút xíu thôi. Mấy bạn vào xem thì có yêu thích mình thì nhớ vào comment nè, hoặc là thả tim, hoặc mấy bạn nhớ like, share về các trang, các hội nhóm để cho nhiều bạn bè biết thêm nha mọi người. À, nếu như các bạn muốn thắc mắc về cái bộ môn nào thì comment bên dưới để lại cho mình biết để mình có thể xem bài và mình chia sẻ cho các bạn nha. Đây là cái kỹ thuật và cái bí quyết để cho mình mới vào nghề mình học nha. Những bạn nào giỏi rồi thì thôi, còn mình muốn chia sẻ cho các bạn học viên của mình đặt quá nhiều câu hỏi đối với mình. À, cô ơi, sao em đắp cái bột lý quịch đó nhanh khô, em không thể nào điều khiển được, nó khô liền cô ơi. Hoặc là có một số bạn nói, à, tại vì trên lớp đó, cô cho em đắp lý quịch lâu khô, em đắp quen rồi, bây giờ em nhanh khô quá, em không làm được. Cho nên là mình có nhiều cái nó có ý kiến trái chiều hoặc là có câu hỏi thắc mắc đó. Cho nên cô muốn giải đáp thắc mắc của mọi người trực tiếp trên live. Cho nên khi mấy bạn muốn thắc mắc gì hay là có câu hỏi gì, cứ việc đặt trực tiếp lên trên live để mình có thể là giải đáp được cái thắc mắc của mọi người nha. Đó, nó khi mà nó khô rồi đó, mình chỉ cần duỗi nhẹ nhàng thôi là cái phơm móng của mình là nó đã đẹp rồi nha các bạn ha. Mình chạy máy sơ lại là xong đó các bạn thấy ha. Rồi tiếp tục mình sẽ đè cái phơm móng da này xuống nè, phần da và cái phần móng của mình tách ra, rồi mình mới bắt đầu mình tiến hành mình dũa ha, mình dũa để cho cái phơm mình nó đẹp. Mấy bạn vô xem thì nhớ để lại cái tương tác để cho mình biết ha. Có ai vô xem thì để lại tương tác cho mình biết nha các bạn. Rồi các bạn nhớ đón xem cái kỹ thuật mà mình dũa móng nè ha. Mình sẽ tách được cái đường da của mình ra nè và cái phần phơm móng nè. Các bạn nhớ vào xem để học hỏi thêm kinh nghiệm cho mình nha. Đó, và mình dũa được cái phần phơm móng. Đó, mình dũa dưới cái phần da nè, phần phơm. Rồi mình sẽ nghiêng lên để tạo cái độ cong cho phơm móng mình nha. Đó, mình lấy lại cái đường xếp của phần phơm móng mình nè. Mấy bạn mới vừa vào nghề thì thường hay á là có một cái thói quen là mình sẽ dũa bằng máy đó, nó nhanh hơn, nhưng mà sai lầm nha các bạn. Các bạn mới vào nghề đừng nên dũa máy nha các bạn ơi. Mình hãy dũa bằng dũa giấy thôi. Tại vì cái dũa giấy của mình nó cũng có tác động tương đương, nhưng mà mình có thể điều khiển được cái lực của mình ở trên cái mặt móng của khách nha. Đó, như cô hả, cô đang điều khiển được cái lực của mình ở trên mặt móng của khách nè. Nếu mà như vậy thì cũng không có mất thời gian nhiều, không mất thời gian nhiều đâu, nhưng mà mình điều khiển được cái lực thì khi đó đó cái mặt móng của khách đó, nó không có bị đau nè, không có bị nóng móng nè. Đó là dành cho những cái bạn mới vừa vào nghề nha, còn những bạn giỏi rồi thì chạy máy cho nhanh nha các bạn. Đây mình sẽ dũa phần phơm nè ha, tách cái phần phơm và phần da ra, tránh trường hợp mấy bạn mẫu đau nha các bạn. Nó mình tách ra nè để đừng có cho nó dính xuống cái phần da. Mấy bạn biết sao không, cái phần da mình và cái phần móng mình dính lại với nhau thì cái độ bền của cái móng mình nó giảm xuống tới là 20-30% nha các bạn, không cho dính lại với nhau. Thì khi mình sơn móng lên á thì cái phần da của mình á, cái phần nước sơn á, nó không bám vào da nha, và cái phần bột của mình á là nước nó sẽ chui, nó sẽ lòn vào trong cái phần bột của mình, nó sẽ tạo cho cái móng của mình nó bị hư nè, nó bị nắm móng nè, và nó sẽ bị liếp luôn cái phần bột luôn. Cho nên mấy bạn cẩn thận cái vấn đề là không cho da nha, không cho da dính vào, không cho bột nó dính vào da của mình. Đó, mình sẽ dùng cái mặt phẳng của cây dũa mình, mình dũa nè, mình thấy mấy bạn thấy không, dũa một chiều thôi, nó một chiều đi qua thôi. Mấy bạn thấy mình đắp rất là nhanh, đó, dũa một chiều đi qua là mình chạy máy lại là xong nha mọi người. Đó, tiếp tục, rồi mình tiếp tục mình dũa ha. Các bạn thấy không, tuy là lý quịch nhanh khô và lâu khô, mình thấy cái tác dụng của nó rất là nhanh không, đâu có gì đâu mà gọi là khó khăn đâu hết mấy bạn. Mình đã tìm hiểu được hết rồi thì mình cố gắng lên, mình cố gắng mình làm lên. Tại mấy bạn biết sao, cái lý quịch mà nó màu tím đó, nó sẽ có nhiều cái chất độc hơn là lý quịch nhanh khô nha. Các
cái quạt nhanh khô coi vậy chứ nó ít ít chất độc hại hơn. Cho nên nếu mà mấy bạn nào mà đã gành nghề, giỏi nghề thì mình sử dụng nhanh khô hơn để cho nó vừa bảo vệ được sức khỏe mình mà mình đắp nó lại nhanh gọn nữa ha. Còn mấy bạn nào mà muốn mà em không có thích là nó lâu khô quá, em không có thích là nó nhanh khô quá thì mấy bạn cứ pha nó ha. Mình sẽ 50% lý quỳnh lưu quỳnh tím nha, 50% là lý quỳnh nhanh khô thì mình pha lại nhau thì nó sẽ ra cái mức độ trung bình. Thì cái mức độ trung bình thì mình có thể sử dụng nha các bạn. Rồi mình tiếp tục, mình sẽ vuỗ móng đi rồi mình tiến hành mình design móng nha. Rồi mình vuỗ móng. Bạn thấy không, mình có phơm móng sẵn rồi mình vuỗ sơ qua là đã xong. Sơ qua là đã xong rồi ha. Các bạn nào có thắc mắc, có câu hỏi gì vô thì đặt câu hỏi đi nha mọi người. Hôm nay cô sẽ chọn cái tông màu sơn cho bạn mẫu là một cái tông màu vàng nha. Đầu năm mới rồi mấy bạn học viên chưa có vô đầy đủ nữa vì do dịch cúm gì đó quá trời luôn, thì trong lớp học cũng vắng nha các bạn. Tranh thủ thời gian mấy bạn vô vắng thì cô cũng like, rồi có nhiều cái thời gian để nói chuyện với nhiều bạn hơn và mấy bạn có thể đặt câu hỏi mình sẽ trả lời thắc mắc nhiều hơn. Rồi mình sẽ phủi sạch nha. Và cái thứ hai nữa mình sẽ dùng máy mình chạy nè, các bạn thấy không, mình bật máy lên mình chạy máy nha các bạn, mình chạy máy để mình đi vào cái phần phơm da. Mình chạy máy vô bên trong nha các bạn. Đây các bạn thấy ha, mình nghiêng cái phần tay này như thế này thì cái phần da của mình nó sẽ không có bị đau nha. Mình tách cái phần da và cái phần móng mình, các bạn thấy không, mình sẽ đi như thế này thì cái phần móng của mình nó không có gọi là nó bị tưng máy nha các bạn thấy không. Đó rồi giờ mình đi luôn xe vô cái phần phơm móng nè để cho nó tách cái phần da với lại cái phần móng ra. Đó các bạn thấy ha. Rồi cách đi nè. Rồi mình sẽ đi hướng ngang qua. Đó mình đi ngang qua như thế này thì cái móng của mình nó không có bị tưng nha các bạn. Đó mình đã vuỗ xếp xong, giờ mình vuỗ phần phơm móng lại. Rồi mình tiến hành. Đó mình đi phần phơm. Rồi các bạn thấy ha, cái phần phơm móng mình chuẩn nè ha. Đó chuẩn mỏng, mỏng nhưng không mỏng quá nha các bạn. Có độ cong rồi ha, mình nhìn độ cong ha. Đó, rồi tiếp tục mình đặt cái dũa mình nằm nghiêm mà ha. Đó mình không đi vô da của móng nha. Đó mình đi như thế này nè cho móng của mình không có bị tưng. Rồi mình đi sát vô phơm, sát vô phơm để cho cái phần móng với phần da mình tách ra. Phần phơm móng của mình nó không có thô nha. Đó. À mình còn một số bạn có một cái câu hỏi như thế này nè. À cô ơi sao em đắp móng lâu quá, em đắp một bộ nail mà 3-4 tiếng đồng hồ. Thật sự là 3-4 tiếng thì nó cũng đối với những bạn mới vào nghề thì mình nghĩ cũng là tương đối lâu nha mấy bạn. Tại vì nếu như mà lâu quá thì mình sẽ không có làm được nhiều việc khác đó, cho nên mấy bạn cần nhiều thời gian để luyện tập hơn, nhiều thời gian để mình luyện tập. Nếu như mà mình cảm thấy mà mình làm lâu quá thì mình nhớ là mình luyện thật nhiều trên cái móng giả để mình điều khiển được cái cục bột, mình điều khiển được cái bàn tay của mình cho nó khéo léo hơn và mình đặt chuẩn xác trên cái phần phơm móng để khi mà mình đắp á, nó sẽ nhanh hơn và đẹp hơn nha các bạn. Chứ làm lâu quá thì khi trong tiệm mà mình có mình hoặc một hai người thợ thì mình không có làm được nhiều dịch vụ đâu. Rồi tiếp tục nha các bạn. Mình quan trọng là mình đắp mà nhanh và phải chuẩn xác nha mọi người. Mình đi cái phần máy của mình là chạy nè ha, mình kéo phần phơm da xuống và mình chạy nè. Mình chạy máy như thế này nó sẽ không có bị tưng, không có bị nóng ha. Mình đi nè, đó mình vuốt qua một lần rồi mình dở lên, mình vuốt xuống một lần và mình dở lên thì cái phần móng bên trong của mình nó sẽ nằm ha. Đó là mấy bạn đi nè, đó mình đi nè, đi như thế này thì cái móng của mình nó mình đi chạy lại cho nó vuốt mịn lại đó mấy bạn ha. Nãy cái dũa của mình thì nó hơi nhám, giờ mình chà cho mình lại
Rồi mình đi trên phơm làm móng. Xong rồi mình sẽ cho bạn mẫu xem cái phần móng của mình đắp ha. Rồi tiếp tục. Đây mình chạy ha. Không đè vô cái phần phơm móng nha các bạn. Nhớ mình đi theo lằn nha. Đó mình dở móng lại. Đó, đó mình chạy mình lại. Đó mình chạy bằng máy chạy mình lại. Đó, chạy giũa mình lại ha. Vỗ mạnh lại các bạn, vuốt xuống, vỗ mạnh lại. Rồi tiếp tục đi phơm nào móng xuống. Rồi xong, vậy là mình đã xong rồi. Mình lấy phết phơm mình đánh lại ha, cho những cái bụi nó rớt xuống nè. Rồi mình sẽ cho mấy bạn kiểm tra tác phẩm mình nha. Đắp bột trong vòng một nốt nhạc thôi. Ăn Tết lên là lên ký quá mọi người. Có ai đang giống mình không? Rồi mình phủi sạch bụi ha. Phủi sạch luôn, sạch luôn. Rồi mình sẽ cho các bạn xem tác phẩm nha. Phủi tay lại cho sạch luôn ha. Rồi tác phẩm mình đã sắp hoàn tất ha. Mình đi gần cái đây cho nó mỏng lại miếng. Mấy bạn có thắc mắc về các khóa học thì nhớ vào comment nha mấy bạn. Đây, mấy bạn xem tác phẩm của mình nè, vừa xong ha. Đó, mình kiểm tra lại nha. Phần phơm móng khi mà mình xong rồi, mình cho tay khách, tay mẫu lật lại và mình sẽ giũa lại ha. Giũa lại như thế này. Mình sẽ giũa lại như thế này nè. Các khóa học ở bên học viện có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi nha các bạn. Vừa ưu đãi nè, mà mình vừa được vừa khuyến mãi nè. Và mấy bạn luôn luôn nhớ ở trung tâm có một số điều kiện cho mấy bạn rất là gọi là an toàn khi mà mình lựa chọn một cái khóa học về nail mà ở những cái chỗ, những cái trường mà mình học mà mình chưa biết gì đó. Các bạn biết sao không? Tại vì khi học viện của mình á, nhận học viên đầu vào của mình là bao qua nghề nha các bạn. Thì khi đó mình bao được cái học viên mình ra nghề đó, cái chất lượng của học viên của mình nó sẽ cao hơn ha. Rồi trong cái thời gian mà mình chờ đợi đó, mình sẽ sơn móng lên để cho mấy bạn có thể nhìn được cái phần phơm móng của mình nó chuẩn xác và nó đẹp hơn nha. Rồi mình tiến hành, mình sẽ sử dụng là bay nha. Bay, có thể là mình không sử dụng bay, mình có thể sơn trực tiếp màu sơn lên nha mọi người. Nhưng mà không, mình sẽ sử dụng bay nha. Bay lên trên cái móng của mình. Mình nhớ sơn, không có cho nước sơn của mình, sơn keo nó rơi vào da nha. Sát phơm. Các bạn nào yêu thích về cái bộ môn nail, mình có thể lên tham khảo các khóa học cũng như là nail nè ha, rồi makeup nè, rồi phun xăm thẩm mỹ và cái bên spa nha các bạn. Thì tất cả các bộ môn, tất cả các giáo viên đều tận tình và dạy cho mình những cái bộ môn rất là ok. Khi mà mình không có giới hạn thời gian, tại vì trong những cái bộ môn học có một số bạn có năng khiếu và một số bạn không có năng khiếu, thì giáo viên sẽ kèm cho mình trực tiếp, từng nào mình giỏi thì mình ra trường thôi, chứ mình không có ra trường rồi nó đảm bảo không kém chất lượng cho học viện ha mọi người. Cho nên mình cứ yên tâm mình đăng ký để mà mình tham gia các khóa học của học viện, thì mình yên tâm về những cái khoản đó ha. Rồi em hơ máy đi em. Trong cái lúc mà mình sơn đó, mình sẽ sơn lên để cho mấy bạn thấy được cái phơm móng nó rõ hơn ha mọi người ơi. Sơn keo hay sơn gì mình cũng có thể đập lên để cho nước sơn nó hòa lại với nhau nha các bạn. Mình phải đập lên để cho nó hòa lại những cái tinh chất ở trong cái chai sơn của mình. Nhà mình đợi cái sơn bay này trong vòng là 30 giây. Tiến hành mình sơn.
cái phần phơm móng bên đây cô đã sơn bóng lên, bây giờ cô chà nhám lại để mình sơn rồi ha. Mình sơn lên để cho nó đẹp nha các bạn. Tại lúc nãy mình muốn sơn tớp lên để cho mấy bạn nhìn thấy thôi. Bây giờ mình đánh lại ha, để mà mình sơn, nước sơn lại. Mình sơn nước sơn lên để cho mấy bạn nhìn được cái phần phơm móng của mình chuẩn xác hơn. Đó, mình đưa lên cho mấy bạn xem đi. Mình sơn bay xong rồi đó, mình đưa lên cho mấy bạn xem đi. Đưa phần phơm móng mình lên ha. Rồi mình đánh lại. Rồi mình tiến hành mình sơn lại. Tại vì mình muốn cho mấy bạn xem được cái phần phơm móng của mình khi mà mình sơn tớp nha. Bây giờ mình sẽ đánh nhám lại. Tại vì tớp mình cũng sơn rất là mỏng. Mình đánh nhám lại để mình sơn lên nước sơn. Giờ mình tiến hành design móng cho bạn nha. Các bạn nào có thắc mắc gì thì vào đặt câu hỏi đi mọi người, để mình có cái được cái sự tương tác chứ ha. Mình ngồi mình nói chuyện với một mình nghe cũng buồn quá. Có câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi tại đây ha, mình giải đáp thắc mắc và mình chia sẻ luôn ha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành mình sơn. Rồi mình sẽ sơn nước sơn lên nha. Mình sẽ sơn màu vàng đi, màu vàng tươi chút xíu nha. Màu vàng này trong quá, lấy cái màu ấy đi. Màu vàng này màu vàng trong nha các bạn. Mình sẽ sơn hai ngón màu vàng trong để mình design móng. Rồi, mình sẽ design móng hai ngón màu vàng trong nha. Rồi, mình sẽ tiến hành mình sơn lên tay. Sơn tay nó cũng được. Giờ mình sẽ sơn màu vàng nha các bạn. Các bạn nhớ tè cái đầu cọ ra nè ha. Mình vô phơm nè, mình tè đầu cọ ra để cho cái phần phơm móng của mình nó tròn phơm nha. Đó, mình sơn lên là cái màu móng của mình nó sẽ nổi và bật lên nha các bạn. Rồi ok. Đây ha. Móng khi móng mình lên nó rất là ok nha. Tiếp tục mình sẽ chừa lại hai ngón trong để mình design nha. Sơn móng. Nhớ tới đây mình đứng cọ lên nha các bạn. Đứng cọ lên để cho cái cọ của mình ôm vào cái phơm móng và mình kéo. Rồi tiếp tục. Mọi người có thấy rõ không? Mọi người mạng có lắc có yếu gì không nhỉ? Mình đang chia sẻ cách đắp bột, mấy bạn có thắc mắc gì thì vào comment nha. Rồi mình sẽ sơn hai ngón màu vàng trong để dành mình sẽ design lên hai cái ngón này cho nó lạ mắt hơn. Rồi mình tiến hành mình thơ móng. Rồi tiếp tục cô sẽ sơn lại. Các bạn có nhìn rõ không mấy bạn? Đầu năm mới rồi mà vô năm rồi mà nghe nói dịch cúm đồ nghe sợ ha mọi người. Cho nên một số bạn học viên ở xa chưa có vào được nữa.
mình đăng ký học á, thì mình nhớ vào đăng ký nha. Hôm nay là ngày cuối của cái lớp đăng ký rồi, thì có rất là nhiều cái sự ưu đãi cũng như là khuyến mãi nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký để được mình được khuyến mãi ha, cả tặng kèm theo nhiều khóa học hơn. Đây là một cái bàn, bên đây là cô sơn là không có sử dụng bay nha, mình chỉ sơn trực tiếp lên móng luôn, mình không sử dụng bay. Còn bàn bên kia thì mình sử dụng bay tớp nha các bạn, không cần phải sử dụng bay tớp, mình cũng sơn lên móng, nó cũng có cái độ bền rất là cao nha. Một bên thì mình sơn bay, còn một bên mình không cần phải sơn bay tớp. Tiếp tục mình sơn là nhớ là để cho nó tròn khoáng nha các bạn, không có bị thiếu sơn mà cũng phải không có bị lem ra ngoài. Nước sơn của mình khi mà mình sơn gel á, nó có cái chỗ dễ là nó không khô sơn, nhưng mà nó có ở một cái điểm rất là khó là không được để cho nước sơn nó lem ra ngoài nha các bạn. Nó lem ra da thì nó dính da đó, mà nước sơn thì không hề dính da, nó sẽ gây ra bị điếp móng. Rồi mình tiến hành mình hơn. Các bạn nào đang xem thì vào comment đặt câu hỏi đi để cho mình có lượng tương tác mọi người ơi. Mình nhớ là đau đăng ký nha, đăng ký cái trang của học viện nè, cũng như là yêu thích mình có thể lên YouTube của học viện để mà mình đăng ký các mình theo dõi ha, mình theo dõi được cái các khóa học cũng như là những cái bài live của cô sắp tới để mình là người theo dõi đầu tiên. Đây, đây là cái móng phơm mình ra ha. Tiếp tục để sơn tiếp ha. Sắp tới lễ hội Valentine rồi các bạn. Khi mà tới lễ hội Valentine, mình hãy nên diện cho mình những cái bộ móng mà nóng bỏng ha, dễ thương để mình đi chơi với bạn của mình, chơi với người yêu nè ha. Còn một số bạn chưa có người yêu thì mình sẽ tìm được người yêu mới, mình tìm được tình duyên mới của mình trong vào đầu năm nay ha. Rồi mình sẽ diện được cái bộ nail mình đi chơi nha các bạn. Mình sơn đã được, giờ mình sơn cái móng trong nha. Mình sơn cái móng một trong. Đưa tay lên em. Đưa tay này lên. Đưa cái tấm tay vàng lên mà nó dính tay con. Rồi ok. Tiến hành mình lại sơn thêm một nước nữa ha. Sắp xong rồi nha các bạn, mình sẽ xem cái design móng nha. Bạn lấy cho cô cái chai cồn lon đi. Chai cồn lon với bạc các em, màu vàng màu xanh. Những cái chai mà nắp đen hả em? Tiếp tục rồi mình sẽ tiến hành mình vẽ cỏ nét reo nha các bạn, mình sẽ tiến hành mình vẽ cỏ nét reo ha. Thank you.
Rồi hơi đi. Để cô lấy cho. Rồi đặt tay lên. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng chất liệu cồn lon để mình đi lên một số nét họa tiết về cỏ nét ha. Đây đây là cồn lon nha các bạn. Mình sẽ đi trực tiếp lên móng nè. Đi một chút xíu điểm màu xanh lên. Wow. Đó bạn thấy không? Lên rất là đẹp nha. Rồi mình cho một chút xíu màu xanh lá lên nha. Để mình trào sự trong bóng cái móng mình. Rồi tiếp tục. Cái ngón này mình sẽ đi một cái tông màu khác. Đó chính là một cái tông màu hơi hồng nha. Để cho cồn của mình nó lon và nó khô lại. Rồi cô sẽ đi tiến hành đi cọ nét nha các bạn. Rồi mình đi một chút xíu xanh ha. Mình không cần phải thiết kế nhiều đâu mọi người ơi. Đó, mình đi một chút xíu xanh cho đây một miếng nữa. Cho nó góp phần làm đậm đà lên cái móng mình ha. Rồi mình để cho nó khô đi. Rồi tiến hành cô sẽ sử dụng cây cọ nét màu đen hoặc là màu trắng ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng cọ nét màu trắng đi để cho nó nổi bật lên ha các bạn. Mình sẽ làm đi, mình đi những cái đường nét đơn giản thôi ha. Trước tiên mình sẽ đi một cái hình tròn. Mình sẽ đi những cái đường nét ha. Dễ thương thôi, đơn giản, trẻ trung. Rồi ok. Mình đi hình tròn nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đi được những cái nét ở bên trong hình tròn mình nè. Đây là cái bài học của những cái bạn học viên mình đang hiện tại đang học trong lớp nha mọi người ơi. Là sẵn mình đang lên là mình lên mẫu luôn. Đó, mình lên rất là nhanh nha. Mấy bạn đang học những cái mẫu này trong lớp nè. Là học bài về cọ nét đơn giản nhất nha. Đó, giờ mình kéo lên cái phần nét này xuống. Bài này là mấy bạn đang học nè. Rồi tiếp tục mình sẽ làm những cái đường nét ở bên trong. Bên trong cái hình tròn của mình nè. Đó. Bạn thấy không? Rõ không? Mình đi ha. Rồi mình kéo cho anh nằm ha. Ok. Có bị che lắp gì không mọi người? Rồi tiếp tục mình sẽ đi được những cái đường viền bên ngoài. Mình đi những cái đường viền bên ngoài ha. Sáng lên. Kéo. Đó. Mình đi những cái đường viền cho nó sáng lên. Rất là trong ha. Mình đi cái nước sơn này nó trong. Cho nên nhìn cái móng mình rất là trong. Rồi mình tiếp tục, mình sẽ kéo những cái đường nét cho nó dễ thương ha. Đó. Đi xuống. Rồi các bạn nhìn thấy không? Rồi mình hơ máy đi. Nhìn như nó xa quá đây. Cho gần lại một miếng. Rồi tiếp tục. Cô sẽ sử dụng cũng còn lông luôn màu xanh. Và ngón này mình sẽ sử dụng nhiều màu hồng lên. Tùy theo cái phong cách mỗi người phối nha các bạn. Rồi một chút xíu màu xanh lá. Tùy theo phong cách mỗi người phối ha, phối màu cho nó khô lại ha. À, tiếp tục mình cho màu xanh lá vô giữa ha. Rồi mình sẽ cho màu xanh. Dính vào da không sao đâu nha mọi người, nó sẽ tự khô. Rồi
Rồi, mình sẽ tiến hành mình vẽ cái mẫu mới bên đây ha. Bạn kê chưa? Xong rồi ha. Mình cũng sẽ do cái giống bên kia nha. Mình đặt một cái đường cong hình tròn. Hình tròn ở dưới cái phần đầu móng này các bạn. Đó, mình làm ở dưới phần phơ móng của mình ha. Rồi, mình tiến hành mình sẽ vẽ bên trong cái phần phơ móng này. Thấy cho cô cái hộp hộp đá bên đó đi Liên à. Rồi ok. Rồi mình tiến hành mình sẽ vẽ những cái cành nó đi xuống dưới đây. Đó. Cái hộp đá, hộp đựng đá. Rồi mình sẽ dài vẽ vài nét này thôi. Rồi hơ máy đi. Cái hộp màu xanh vuông có hộp đá gắn móng em. Ngay cái tay em luôn á, dở cái hộp trắng đó lên có đó. Bự cái hộp bự á. Hộp sòn á. Rồi xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tại ngón này mình sẽ gắn hộp đá ha. Rồi mình sẽ thiết kế hộp đá lên trên những cái ngón của mình. Rồi mình sẽ thiết kế cái ngón này nha mọi người. Rồi mình sẽ vẽ những hoa nhỏ, họa tiết nhỏ ha. Rồi ok, mình sẽ vẽ tiếp thôi. Một kéo, hai kéo, mình sẽ vẽ những cái hoa của mình nha. Rồi mình thả lỏng ha. Rồi mình tiếp tục, mình sẽ đi một cái cành lên đây đó. Giờ mình sẽ vuốt những cái cánh ha. Ok. Rồi mình tiếp tục, mình cũng sẽ làm những cái cánh ở đây luôn tiếp. Kéo nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tiếp tục mình cũng kéo luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Rồi mình kéo ha. Rồi tiếp tục mình sẽ kéo lên cái lường sống. 1, 2. Rồi ok, hơ máy nè. Rồi tiếp tục bên đây mình cũng vẽ giống vậy ha. Các bạn nào lên xem like thì vào comment đi mọi người ơi, để cho mình biết, để mình có cái lượng tương tác đi các bạn. Rồi mình tiếp tục ha. Mình sẽ đi được những cái lằn mỏng này. Mình sẽ đi những cái lằn má mỏng nha các bạn. Rồi mình tạo cái độ tự nhiên này ha. 1, 2, 3. Mình kéo mỏng thôi. 1, 2, 3. Mình đi những cái lằn mỏng thôi. Một,
Rồi thơ máy đi em. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ vẽ một cái này màu trắng, mấy bạn thấy nó không có nổi lắm ha, mình nhìn nó tự nhiên thôi, mình làm đề bạn này thích nhẹ nhàng tự nhiên mà nghe mọi người. Mình sẽ sử dụng một số hột đá màu đỏ ha, để mình design lên trên cái phần móng của mình ha, để mình thiết kế cái móng của mình nó thêm nó gọi là đẹp hơn. Bạn này nó cây đá mà đã xé rồi chưa? Đợi con xíu đi, con xíu. Rồi mình sẽ tiến hành gắn đá nha các bạn. Thì mình sẽ gắn đá vô thì cái bộ neo của mình nó sẽ nổi hơn. Đó, gắn hạt đá lên. Gắn hạt đá lên là nó sẽ nổi lên. Tại vì mình đang vẽ màu trắng nên mình cảm giác là cái móng của mình nó không có được nổi nha. Đáng lý ra là mình vẽ màu đen thì nó sẽ nổi hơn, nhưng mà bạn này bạn thích nó nhẹ nhàng thôi. Rồi tiếp tục. Mình sẽ gắn hạt đá nha. Wow, này dễ thương luôn. Chỉnh sửa cho nó ok rồi ha. Rồi mình tiếp tục mình gắn tiếp theo một cái hình vương miệng của mình ha. Mình phải chấm nhiều keo rồi các bạn ơi, để cho nó khô đi chứ nào. Rồi tiếp tục. Ok, vừa đủ thôi, lúc nãy mình chấm hơi nhiều, hơi lố tay. Lấy cái lá cho nó vừa ha. Kia. Rồi, tiếp tục. Mặt kia. Đó, mình sẽ gắn nó lên nè. Rồi tiếp tục nha các bạn. Gắn một hộp nhỏ dưới. Sáng. Rồi tiếp tục một cái ngón này mình sẽ gắn full đá nha. Thơ máy đi. Đây nha các bạn, mình sẽ gắn cái phần đá ở phần bơm móng của ngón út ha. Thank you.
phần keo của mình á, mình dán lên là không hề khô liền nha mọi người. Nó phải có cái sự cố định nên mình nó mới khô nha. Dán từ từ nó mới khô, không có khô liền. Thì khi lúc đó mình xê dịch cái móng của mình nó sẽ không ok nha. Rồi ngón này mình sẽ chọn sơn full móng. Rồi hơi mắng đi em. Chúng ta sẽ chà nhám cái ngón này ha, để mình gắn full móng nha các bạn. Trước khi mình muốn full móng á, là mình nhớ là mình sơn bóng lên là mình hạ chà nhám rồi mình bắt đầu mình tiến hành mình gắn nha. Còn những cái khác thì mình có thể mình gắn một hai hộp thì mình không cần phải gắn full cũng được. Cái này mình gắn full móng nè. Gắn full móng mình phải chọn những cái hạt đá to nhỏ nha, không có giống nhau. Mình sẽ đi những cái hạt to nè, cho cái móng của mình nó sáng. Cái bên mình sẽ xen kẽ những cái hạt nhỏ vô. Sau đó mình sẽ gắn với hạt vừa. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ lấy đá ra ha. Có thấy rõ không mọi người ơi? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục ha. Gắn một cái phần hông nữa. Hộp đá mình hơi to nha các bạn. Chỉnh rồi. Mình sẽ đi những hộp đá vừa thôi.
Mình sắp hoàn thiện xong rồi nha các bạn, nhớ theo dõi nha. Chúng ta sẽ gắn những hạt đá nhỏ, thiệt nhỏ thôi. Rồi, mình đã tiến hành xong cái phần phơ móng của mình ha. Rồi xong rồi hen các bạn. Nếu như mà mình mà muốn nó đẹp hơn nữa, mình sẽ sử dụng bi ha. Mình chèn vào những trong cái những hạt đá của mình nha mọi người. Rồi tiếp tục mình sẽ gắn một phần bên đây, phần phơ móng của mình nè ha. Một số hạt đá đây. Để cho nó hài hòa với phần phơ móng. Ok. Rồi bên đây mình không có gắn full nha các bạn, mình sẽ gắn vừa thôi. Mình sẽ gắn một cái lằn chính giữa phần phơ móng thôi, không gắn full nha. Rồi đây mình sẽ gắn một cái lằn tròn. Rồi, vậy là ok. Hôm nay mình chỉ có chia sẻ cách đắp bột thôi, nhưng mà sẵn mình design xong rồi mình design lên móng ha mọi người ơi. Chứ không có trong bài nha các bạn. Hôm nay mình chỉ làm sẵn, mình làm lên móng cho bạn mẫu luôn. Rồi sẵn mình quay luôn, chứ còn bài của mình là bài họ đắp bột nha các bạn ơi. Mình làm cho nó không cần thiết nó phải giống nhau nha các bạn. Làm cho nó vừa thôi. Đó. Nên mình làm hộp bự hộp nhỏ xen với nhau. To lên để mình xen kẽ nha. Đợi xíu chị, đợi xíu cho qua mẫu nha. Xong. Rồi, mình ok. Vậy là mình đã hoàn thiện xong tác phẩm ha mọi các bạn ơi. Tại vì mình muốn design luôn cho bạn mẫu nè.
để cho nó đẹp luôn. Chứ để hôm nay là mình chỉ có chia sẻ cách đắp bột thôi ha. Hoàn thiện xong tác phẩm của mình, mình sẽ sơn tốt lên. Tiếp tục không sơn lên hộp đá nha các bạn, sơn bên ngoài hộp đá thôi, không sơn lên hộp đá của mình nha. Cái màu trắng này nó đi với cái màu vàng thì nó không có được nổi lắm. Cái thứ ra là mình đi với màu đen, nhưng mà bạn mẫu thích nhẹ nhàng nha, nên mình đi một số họa tiết màu trắng. Rồi hơi máy đi em. Rồi mình sắp hoàn thành xong tác phẩm. Màu vàng năng động trẻ trung. Trắng của cái hoa của mình hôm nay mình lên máy nó không có nổi, nhưng mà để mình vẽ màu đen mà nó nổi, tại vì bên ngoài thì nó rất là nổi. Rồi đưa tay cũ ra. Rồi chúng ta cho cây dầu vào bên phơm móng. Các bạn nhớ là mình phải dùng dưỡng da nha các bạn. Phải dùng dưỡng da nha, cho cái phần phơm dưỡng của mình nó đẹp hơn. Đúng rồi, cái dầu mình để dưỡng da, dưỡng cho cái phần phơm của mình ha. Đó, mình dưỡng da ha. Rồi, co tay lại. Tác phẩm mình mới hoàn thành ha. Giờ mình sẽ sử dụng cái nước sáng đá để mình lau lên nha các bạn. Lấy cho cô một cái miếng giấy để cô lau. Mình không có nước sáng đá thì mình lau sơ trên cái mặt móng mình ha. Lau sơ trên hạt đá của mình. Ít thôi. Đây một mẫu mình đã hoàn thành nha mọi người. Mình sẽ lau sơ lên trên hạt đá. Mình chà vô cho nó sáng lên cái hộp đá của mình lên. Ha. Đó, mình sáng lên cái hộp đá mình. Giờ tay dầu của mình sẽ thoa dầu ra. Mình trà cái hộp đá của mình cho nó sạch ha, nó không bị ố. Đó, tay mình thay dầu ra, các bạn thấy ha, cơm móng mình vừa đắp xong. Rồi, cho tay bên đây. Đây là cái bên đây thì cô có design cho nó khác chút xíu ha. Cho nó khác chút xíu. Đó, các bạn thấy ha. Ở bên ngoài nhìn nó rất là nhẹ nhàng và dễ thương nha các bạn. Tại khi lên hình đó, cái đèn của mình bắt cái màu trắng nó không bắt lắm ha. Cho nên nhìn nó hơi nhợt nhạt về cái hoa nha. Rồi các bạn thấy nè, tham khảo nha. Rồi để tay. Đây là bộ mẫu mình mới vừa hoàn thành nha các bạn. Nhẹ nhàng, tình cảm, dễ thương để mình diện đi chơi về cái Valentine ha các bạn. Đó, nhẹ nhàng có những cái họa tiết rất là dễ thương. Mình sẽ thiết kế tại vì cái bạn này rất là nhỏ nhắn, dễ thương và còn trẻ nữa, cho nên mình không có làm những cái hoa nhiều. Một cái điểm nhấn của mình là một bên là đá full ha,
Còn bên đây là một cái họa tiết để cho nó làm như cái móng mình nó nổi bật thôi. Đó, đây là thiết kế một mẫu rất là đơn giản nhưng mà nó chỉ có gắn đá hơi nhiều thôi các bạn. Rồi, mình quay mặt trước đi, mình nói một xíu. Hello, xin chào mọi người nha. Vậy là hôm nay mình đã kết thúc buổi live. Thật sự là mình không có liên quan tới cái bộ mẫu mà mình design đâu. Mình chỉ có chia sẻ về cái kinh nghiệm mình đắp bột bằng lưới quịch nhanh khô và lâu khô. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ và mình cũng rất là hài lòng về cái phần thao tác chia sẻ của mình. Trong cái lúc mà mình quá trình đó mình làm mình có một số vấn đề gì sai sót thì những cái bạn xem nhớ bỏ qua và cũng thông cảm nha các bạn. Nếu bạn nào yêu thích thì nhớ vào comment hoặc để lại tin nhắn của mình muốn về tham gia các khóa học của tại Học viện Quốc tế Âu Sinh. Học viện Quốc tế Âu Sinh có tất cả là 6 chi nhánh trong cả nước nha các bạn. Nếu như mà những bạn nào đăng ký thì mình có thể sắp xếp và mình học được những cái chi nhánh nó gần mình nhất để mình thuận tiện trong công việc. Cái thứ hai của học viện của mình là có một số là bộ môn mình có thể bao được các học bạn ra nghề để mà mình làm được nghề tốt hơn, đảm bảo được chất lượng học viên ra trường rất là cao, và được công việc của mình ổn định nha các bạn ơi. Còn về cái bộ mẫu lúc nãy thì mình chia sẻ rồi, mình muốn thiết kế đơn giản cho những cái bạn học viên của mình. Bạn cũng còn rất là nhỏ, trẻ, mà trong cái thời gian mình làm thì cũng có hơi lâu, tại vì mình làm full luôn cái bàn, còn mình chia sẻ thì mình cũng định là chia sẻ ngắn thôi. Nhưng mà cũng rất là vui khi các bạn đã xem hết cái buổi live của mình ha. Mình cũng xin được phép tạm nghỉ tại đây, thì bữa khác mình có thể gặp lại các bạn ha, buổi sau. Các bạn nào có yêu thích hoặc là có thắc mắc về cái bài học nào đó thì có thể nhắn tin comment lại để lại số điện thoại cho các bạn nhân viên tư vấn cho mình tốt hơn, hoặc là muốn tư vấn về các khóa học nè. Yêu thích thì nhớ vào mình kênh YouTube để mình đăng ký để mình theo dõi những cái buổi live của mình tốt hơn nha các bạn ơi. Thì mình cũng xin phép kết thúc tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào cái thứ hai tuần sau ha, để mình có thể chia sẻ bộ mẫu mới. Mình sẽ nói sâu về cái bộ môn đắp bột hơn và cái cắt da sơn móng. Thì tại sao mà mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, tại sao mà mình đắp bột không được bền và mình cắt da làm sao để mà mình đắp bột cho nó đẹp nè, nó không có bị đau tay thắt hay là như thế nào, thì mình sẽ có cái buổi học vào thứ hai tuần sau. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau nhé.